Tiểu thư làm ruộng. Ngày xưa, vào thời vua Hùng Vương, vua Hùng có cô con gái tên là Nàng Kiệu. Là công chúa Út xinh đẹp và yêu kiều, nên Nàng Kiệu mang tính cách vô cùng kiêu căng, ngạo mạn. Không chỉ thế, nết ăn uống của nàng cũng vô cùng khó chịu. Lại bánh chưng bây giờ, ta đã bảo là mấy món này ta không thích ăn rồi mà. Vừa ngán vừa khó nuốt. Mau mang đi đi. Dạ, nhưng đây là đồ lễ đức vua sai hạ thần mang đến ạ. Ta đã bảo mang đi rồi cơ mà. Xin công chúa bớt giận. Phụ hoàng. Đây là đồ lễ đầu tháng ta sai người mang đến cho con. Thế mà con không có chút coi trọng gì. Mà nếu không ăn thì thôi, sao con còn hất đi như vậy chứ? Con đã bảo chúng mang đi rồi mà chúng không chịu nghe. Đương đương là công chúa, con phải chú ý cách cư xử đấy. Chỉ mai kia, vua nước láng giềng sẽ có chuyến viếng thăm nước ta. Ta sẽ cho tổ chức yến tiệc thiết đãi. Trước nay tình hình hai vương quốc vốn không được êm đềm cho lắm. Thế nên con hãy nhớ đừng gây phiền phức gì cho ta đấy. Dạ vâng, thưa phụ hoàng. Mấy ngày sau, xin đa tạ ngài đã ghé thăm. Không có gì, cảm ơn ngài đã tiếp đón. Nay sang đây, tôi sẵn mang chút hồng lộ tửu để cho ngài cùng bá quan trong triều thưởng thức. Ngài khách sáo quá, đó chẳng phải loại được mệnh danh là tiên tửu hay sao? Nay được ngài đích thân mang tặng, thật không gì quý hóa bằng. Tôi đây chỉ chuẩn bị chút đồ ăn cổ truyền của đất nước, nếu có gì thất lễ, xin ngài bỏ qua cho. Mời, mời. Lại thứ đồ ăn kia, sao dám mang đến trước mặt ta? Vứt đi. Công chúa à, sao con lại cư xử như vậy trong yến tiệc của hoàng cung? Thật vô phép mà. Con thật khiến ta thất vọng và mất mặt. Đồ ăn đều được làm từ nguyên liệu thượng hạng. Không những thế, còn là những món cổ truyền của nước ta, được ví như ngọc thực. Ấy vậy mà con lại cư xử như thế. Ta đã dặn con thế nào rồi? Con luôn tiện tay hất đồ ăn đi mà không bao giờ nghĩ đến người làm ra nó đã khó nhọc như thế nào cả. Từ giờ ta phạt con không được ở trong cung điện nữa. Con phải sống cuộc sống của một người nông dân, cho chừa cái tính đấy đi. Ra ngay khỏi đây. Phụ hoàng. Trời ơi, ở đây thật kinh khủng mà. Ta không làm, nhất định không bao giờ đụng tay làm gì hết. Làm việc như nông dân ư? Không đời nào. Mang công chúa Kiệu đến đây. Chuyện gì thế này? Công chúa Kiệu, trước nay cô vốn chẳng coi trọng thành quả lao động vất vả của người khác. Mặc dù đã chịu hình phạt từ vua cha, nhưng xem chừng cô vẫn khó có thể thay đổi. Vậy hãy xem hình phạt mà những vị tiên cai quản nơi đây dành cho cô như thế nào. Từ bây giờ, nếu một ngày cô không làm việc đủ 4 tiếng buổi sáng và 4 tiếng buổi chiều trên đồng, thì cô sẽ không thể chạm được vào đồ ăn. Và sau một vụ mùa, mảnh đất cô trồng trọt không thu hoạch được gì, thì cô sẽ không thể trở về hoàng cung được. Ủa, chuyện gì vừa diễn ra vậy? Chắc chắn chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Ôi trời, đói bụng rồi. Chán thật á, chả có cao lương mỹ vị gì hết. Thôi đành ăn tạm củ khoai lang kia vậy. Ủa, chuyện gì thế này? Giấc mơ ngày hôm qua. Thôi chết, chẳng nhẽ mình không thể chạm vào đồ ăn được ư? Không thể như thế được. Chuyện gì thế này? Thật là bực mình. Này cháu bé, lại đây ta bảo. Cháu hái giúp ta trái táo này xem nào. Dạ đây ạ. Sao ta không thể chạm vào thế này? Ôi trời ơi, đói bụng quá. Chẳng nhẽ mình sẽ chết đói hay sao? Mình đói quá bị hoa mắt hay sao? Chẳng nhẽ mình phải ra đồng làm việc thật ư?
Nhiều ngày sau, đang có cuộc sống sung sướng và nhàn hạ, nay phải lao động ngoài đồng khiến công chúa Kiều vô cùng khó khăn để thích nghi. Tuy nhiên, mỗi ngày chứng kiến thành quả lao động của mình lớn dần, khiến thái độ của công chúa dần thay đổi. Wow, cánh đồng lúa chín rồi. Mùi lúa chín mới thơm làm sao. Tôi không thể tin được, đây chính là những hạt gạo để làm ra chiếc bánh chưng đó. Đây mới chỉ là bước đầu thôi. Để làm ra chiếc bánh, con cần phải giã thóc thành gạo, rồi vo đãi cẩn thận, sau đó mang gói và nấu chín nữa. Tôi muốn thử làm có được không? Được chứ. Xong rồi, thật tuyệt khi cuối cùng mình cũng làm ra được chiếc bánh này. Nhưng xem chừng mình vẫn chưa thật sự muốn ăn vì chúng có vẻ hơi ngán. Công chúa Kiệu, vậy là cô đã có sự thay đổi thật rồi. Trước khi cô trở về hoàng cung, chúng tôi sẽ dành tặng cho cô một món quà. Hãy tìm nó trên mảnh đất cô đã làm việc, sẽ thấy món quà của chúng tôi. Và hãy kiên nhẫn với món quà đó, cô sẽ nhận được điều bất ngờ. Còn món quà của các vị tiên, liệu có phải là thật không? Ủa, cái gì kia? Chẳng nhẽ đây chính là món quà mà các tiên đã nói? Đây là cái gì nhỉ? Ồ, nó còn có cả củ nữa này. Phát hiện ra món quà các vị tiên tặng cho mình, và cũng không quên lời dặn phải kiên nhẫn, nên công chúa Kiệu mang loại củ đó về. Thấy loại củ có mùi thơm nhưng lại có vị hăng, công chúa Kiệu đã ngâm nó vào với nước trong cùng với muối. Chỉ vài ngày sau, mùi hăng mất hẳn và thay vào đó là vị thơm rất lạ. Món củ đó khi mang ăn kèm với những món bánh cổ truyền thì rất ngon. Sau thời gian lao động vất vả và lại được các vị tiên tặng món quà, công chúa ngay sau đó đã mang về kính dâng vua cha. Món củ muối màu trắng trong suốt mà công chúa Kiệu mang về dùng thử đã khiến người vô cùng sửng sốt. Vị hơi nồng và chua giòn của nó, ăn kèm cả bánh lẫn giò đều rất phù hợp. Sau khi được nghe về quá trình tạo ra loại củ đó, đức vua vô cùng hài lòng vì người con gái của mình đã thật sự thay đổi. Để khen thưởng cho sự thay đổi bản thân trở nên hoàn thiện hơn và sự sáng tạo của công chúa, đức vua cho gọi loại củ đó là củ Kiệu. Nắng của trời. Hôm nay trời đẹp thật đấy. Mà phải rồi, lát nữa viện có nhận thêm người mới, mình phải đi đón bà ấy. Dạ chào bà, cháu là Daisy. Cảm ơn anh. Bà uống nước đi ạ. Tôi không uống. Cô ra ngoài đi. Chào Daisy. Cháu chào các ông, các bà. Cháu chào ông, chậu hoa đẹp quá ông nhỉ. Daisy đây à, cháu thích chậu hoa này hả? Ông cho cháu nè. Thật à, cháu thích nó lắm, cháu cảm ơn ông. Ôi, chậu hoa vỡ mất rồi. Chắc là bà Rose không thích nó. Không sao, không sao. Để ông gắn lại cho. Đây nè, chậu hoa lại có thêm một chiếc nơ rất đẹp phải không nào? Vâng, thật đẹp ông ạ. Cháu cảm ơn ông.
Hóa ra mắt bà Rose đã mờ. Chắc bà đã không nhìn rõ chậu hoa bên cửa sổ nên lỡ tay làm rơi nó. Bà để cháu. Từ giờ những việc như thế này bà cứ gọi cháu. Bà có nhìn rõ không bà? Nhìn rõ như lúc bà còn trẻ vậy. Daisy, cháu là một cô gái rất xinh đẹp. Bà lại trêu cháu nữa rồi. Sắc đẹp, tuổi trẻ rồi cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Cả những người thân yêu nữa. Đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ xem ta là gánh nặng của họ. Tuổi già của ta thật tăm tối và cô đơn. Bà đừng nói thế. Còn rất nhiều người ở xung quanh, ở bên cạnh bà. Mà bà ơi, cho cháu làm cháu gái của bà nhé. Cháu nói sao? Từ giờ cháu sẽ là cháu của bà. Bà là bà của cháu. Chúng ta là người thân của nhau. Cảm ơn cháu gái ngoan của bà. Daisy, cháu giống như ánh nắng ấm áp của bầu trời, có thể sưởi ấm cả những nơi tăm tối nhất. Cơ hội cuối cùng. Hẹn mình đến đây mà giờ vẫn chưa thấy mặt nữa chứ. Ôi, chuyện gì thế? Alex, là anh đấy hả? Jenny, anh có chuyện muốn nói. Alex, xin anh đừng nói gì cả. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Em muốn chúng ta chỉ là bạn. Anh còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu ra vấn đề này. Jenny, đợi anh. Chờ anh một chút đã. Mọi người đã cập nhật tin hot ngày hôm qua chưa? Có một vụ cầu hôn vô cùng lãng mạn ở quảng trường. Cậu đi lấy tin mà chỉ nhặt được tin cũ rích của ngày hôm qua. Mấy vụ như thế báo mình không đưa tin đâu. Nhưng đặc biệt ở chỗ là nhân vật chính là một trong những người phụ nữ xinh đẹp ở đây. Ai vậy? Honey của em. Anh ăn đi. Cái gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra ở nhà tôi? Giờ này đáng lẽ anh phải ở cơ quan chứ. Em bảo đi công tác 2 tuần cơ mà. Đáng lẽ chị nên trở về đúng thời điểm để không phải nhìn thấy cảnh này. Cô sao nào? Anh ấy không còn yêu chị nữa. Đừng có níu kéo. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu lại từ chối Alex đó hả? Một người chăm sóc và chu đáo với cậu như thế, không ngày nào không chờ đợi cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, dành trọn cả tấm lòng cho cậu. Cậu không cảm động ư? Cảm xúc của mình không còn quan trọng nữa. Cái chính là niềm tin của mình đã bị đổ vỡ. Như ly nước đã vỡ thì không bao giờ lành lại được cả. Từng mảnh vỡ vẫn cứa vào tim mình. Đau lắm. Mình sợ lại tiếp tục đi vào vết xe đổ. Thôi nào, đây là lần cầu hôn thứ mấy của Alex rồi nhỉ? Hơn chục lần chưa? Thôi, không đùa nữa. Anh ấy đã bị mình từ chối rất nhiều lần rồi. Chắc sẽ bỏ cuộc thôi. Làm việc đi. Hai cô đứng đó làm gì? Mau vào phòng họp gấp. Đang có tin về Bảo Thuyết ở các bang phía Bắc đây. Jenny. Bảo Thuyết lớn quá. Quay lại căn cứ. Ngày mai sẽ tiến hành tiếp. Cái gì? Sao các anh lại bỏ về trong khi còn chưa tìm được người? Cô ấy làm sao có thể chịu được thời tiết này qua đêm? Cô ấy là một phóng viên giỏi. Cô ấy đã mạo hiểm đi đưa tin. Mà tại sao các người lại bỏ mặc như thế? Trời gần tối rồi. Anh cũng thấy đó. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể nào mạo hiểm được. Vậy thì tôi sẽ đi tìm tiếp. Anh thật là liều lĩnh. Quay lại ngay. Jenny, em đang ở đâu? Jenny, em phải không? Jenny, em cố chịu nhé. Lạnh quá. Cố lên em, đừng ngủ nhé. Jenny, nếu em đồng ý thì đây là lần cuối cùng anh cầu hôn em nhé. Em có đồng ý là vợ của anh không? Nếu chúng ta có cơ hội sống sót, anh hứa đây sẽ là lần cuối cùng anh làm phiền em.
vậy nên em phấn chấn lên để còn từ chối anh nhé. Jenny, không được ngủ nhé. Alex, Alex, cậu tỉnh rồi đấy à? Cậu có biết mình đã làm bao nhiêu người lo lắng không? Cậu đã ngất đi mấy ngày rồi đấy. Alex đâu? Mình đã gặp anh ấy hay mình nằm mơ? Alex, anh ấy đã ôm cậu giữa cơn bão tuyết cả giờ đồng hồ. Rất may đội cứu hộ đã quyết định cố gắng thêm để tìm được hai cậu đó. Thế hóa ra mình không nằm mơ. Anh ấy đã cầu hôn mình lần cuối cùng. Mình không còn cơ hội để nhận lời rồi, phải không? Là lần cầu hôn cuối cùng mất rồi. Đúng, lần cuối cùng. Và hôm nay là hạn cuối. Em đưa ra câu trả lời đi. Jenny, dù xứ sở nơi con tim em có tuyết rơi dày bao nhiêu, dù có bão lớn đến bao nhiêu, thì cả đời này anh nguyện là người thợ dọn tuyết cần mẫn, từng chút một, dọn hết tuyết rơi nơi đó, để nơi đó về sau chỉ tràn ngập nắng ấm. Điều bé nhỏ đẹp đẽ. Mùa hè đến rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm học. Thế là sau mùa hè này, bọn tớ sẽ thoát khỏi cậu, lớp trưởng khó tính ạ. Sau mùa hè này, biết bao giờ lớp mình mới tụ tập được đông đủ như thế này nữa, các cậu nhỉ? Ừ, hay lớp mình tổ chức một buổi cắm trại ở bờ biển đi. Hay đấy, tớ sẽ mượn liều bạc của ba tớ, còn tớ sẽ nhờ chú Hải kéo điện ra cho mình. Sẽ đẹp lắm đấy. Cậu nhớ mang guitar đi nhé. Vì sắp tới không học cùng nhau nữa, nên bọn tớ sẽ cố gắng chịu đựng tiếng guitar của cậu thêm một lần vậy. Duy à, cậu cũng đến cho vui nhé. Tớ bận học không đi đâu. Duy sao thế nhỉ? Thì tính cậu ta thế, biết làm sao được. Cậu ta tưởng học giỏi nhất lớp thì không thèm chơi với bọn mình chắc. Bọn mình cũng đâu có cần. Dương, sao chưa về nhà? Anh Duy, em chơi chút xíu nữa thôi. Không chơi bời gì cả, về học bài đi. Dìu của em, dìu của em. Anh Duy, dìu của em. Bỏ đi. Anh Duy, lấy dìu trả em đi. Anh có sao không ạ? Anh không sao. Dìu của em đây. Em cảm ơn anh. Cậu không cần phải làm thế. Chỉ là một con dìu thôi mà. Chỉ là một con dìu bé nhỏ thôi. Nhưng em của cậu đang rất vui, đúng không? Vinh ơi, Duy đây à. Tớ mang gạt sang cho cậu băng vết thương. Tay đau thế này mà cậu vẫn định chơi guitar trong buổi cắm trại à? Đau nhẹ thôi mà, không sao đâu. Thế cậu đã định thi vào trường nào chưa? Chắc tớ sẽ thi bách khoa. Sau này tớ muốn đóng những con tàu lớn vượt đại dương. Tớ luôn mơ ước được làm những việc lớn lao mà. Ước mơ của cậu thật đẹp quá. Tớ chúc cậu sẽ sớm thành công. Cậu không chơi guitar cũng được mà. Sao cậu cứ phải chịu đau làm gì? Đúng là tớ không chơi cũng không sao. Nhưng cậu thử nghĩ xem, nếu 20 năm sau, khi cậu nhớ về những ngày này, cậu sẽ nhớ điều gì? Vào mùa hè cuối cùng của thời học sinh, trên bờ biển, lớp mình ngồi bên nhau cùng lắng nghe tiếng guitar bập bùng trên bầu trời, sao trôi nhấp nhánh. Ngoài kia, sóng biển rì rào vỗ bờ, điều đó chẳng phải rất đẹp đẽ sao? Lúc này đây, tớ chỉ muốn tạo nên một ký ức bé nhỏ đẹp đẽ như thế cho lớp của mình thôi. Góp một điều bé nhỏ, để mai sau chúng ta sẽ mỉm cười khi nhớ về những năm tháng học trò này. Vinh này, tay cậu đau thế, cậu để tớ chơi thay cậu nhé. Cậu cũng biết chơi guitar á? Thế cậu nghĩ tớ chỉ biết học thôi à? Kiko đi tìm cầu vồng. Thank you.
đi thôi. Vậy mà xem cầu vồng bà con ơi. Em buồn ngủ lắm. Chỉ là cái cầu thôi mà, có gì mà xem. Nhưng đây là cầu vồng chứ không phải là cầu bình thường đâu. Cầu vồng bảy màu, bắc ngang bầu trời, đẹp lắm. Kìa kìa, phía chân trời ấy. Cầu vồng đẹp quá, đẹp quá đi. Nhưng sao cầu vồng đi đâu rồi ạ? Đợi đã, cầu vồng ơi. Đấy, cậu không chịu thức dậy nhanh, giờ thì cầu vồng đi rồi. Thế bao giờ cầu vồng lại đến nữa vậy chị? Không biết đâu, cầu vồng ít khi đến đây lắm. Tôi sống lâu thế này mà chỉ mới thấy cầu vồng có 2 lần thôi ạ. Em sẽ đi tìm cầu vồng. Cầu vồng đi sang hành tinh khác rồi, cậu làm sao mà tìm được? Cháu khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm, cháu sẽ tìm được. Tích tắc, cậu trai trẻ, nếu cậu không tin lời ta, cậu đi mà tìm xem có tìm được không. Người già nói gì cũng đúng, cậu hiểu chứ? Anh không được đi, nguy hiểm lắm đấy. Đúng thế, nếu em đi, em sẽ không về được đâu đấy. Có gì đâu mà cả nhà rối lên thế. Anh Hùng kia cô mà lại sợ nguy hiểm ư? Nam Nhi không thể suốt ngày ru rú một chỗ được. Nam Nhi phải đi khám phá thế giới. Mẹ cho con đi nha mẹ. Con thích thì con đi, nhưng nhớ đường quay về là được. Mẹ đừng lo, nhất định con sẽ quay về. Con sẽ tìm gặp cầu vồng, rồi quay về kể cho mọi người nghe. Rồi bác đồng hồ sẽ khen con dũng cảm cho mà xem. Tích tắc, để xem. Sao thế con? Có con gì trong đó mẹ ơi? Mẹ ơi, có phải có con quái vật trong bụi cây không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ ơi. À! Chỉ là một chú chuột. Mẹ ơi, sợ quá, con không đi nữa đâu. Anh Hùng Kiko của mẹ thật là nhát gan. Tích tắc, anh hùng của chúng ta mới ra khỏi cửa đã trở về rồi đấy ư? Các cậu biết gì chưa? Bọn tớ vừa gặp cầu vồng đấy. Cầu vồng đang trên đường đến hành tinh khác, chỉ kịp dừng lại chào hỏi chúng tớ một câu rồi đi luôn ạ. Thế hả? Cầu vồng chào hỏi các cậu nữa cơ á? Đúng là Nam Nhi có khác. Các cậu có gặp chuột không? Có chứ. Nhưng chuột thì có gì mà sợ. Bọn tớ còn dọa cho con chuột chạy mất râu. Sushi giỏi quá. Mình thật là nhát gan, thế mà đòi đi tìm cầu vồng. Chén anh của mẹ đừng buồn, chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại đi tìm cầu vồng. Thật hả mẹ? Cả nhà cùng đi thì vui hơn là đi một mình nhỉ? Dạ. Thầy Pháp chữa bệnh. Ôi con tôi, chúng ta phải làm sao bây giờ đi? Phải bình tĩnh mình ạ. Chúng ta kiếm thầy lang khác chữa cho con. Mình yên tâm, kiểu gì con cũng sẽ khỏe lại thôi. Cô chú Tư có nhà không đấy? Bác Ba đến ạ. Tôi mang ít gạo sang cho cô nấu cháo cho thằng bé. Cảm ơn bác, lúc nào cũng giúp đỡ nhà em. Ơn hợi gì, cô chú khách sáo quá. Mà thằng bé thế nào rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Bác ạ, vợ chồng em cũng lo lắm. Tôi bảo này, thằng bé bị bệnh đã chữa mấy nơi rồi mà không khỏi, có khi là bệnh âm cũng nên. Bệnh âm ấy ạ? Thì chữa mãi còn gì. Bệnh âm là không thể chữa khỏi bằng thuốc được đâu. Nghe nói ở làng Bùn có một thầy Pháp cao tay lắm, đoán được vận mệnh, thấy rõ tương lai, còn chữa được cả bệnh nữa đấy. Thầy bảo nhiều người theo chữa bệnh khỏi lắm. Nghe lời tôi, cô chú thử tới đó một lần xem sao, biết đâu đúng bệnh lại chữa khỏi. Vâng, để nhà em suy nghĩ thêm đã. Chắc cũng phải vậy thôi. Ừ, nếu đồng ý thì báo tôi dẫn đi. Thế nha, tôi phải về cái đã. Vâng, cảm ơn bác. Mình định nhờ thầy Pháp chữa cho con thật sao? Thì cũng phải thử xem. Chúng ta đã đi 3-4 thầy lang rồi mà có ăn thua gì đâu. Bệnh của thằng bé chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng hơn nữa. Nhưng cũng không thể tin vào thầy Pháp được. Đấy là mê tín. Chẳng ai có thể nhìn thấy trước tương lai, có thể trị được bệnh nhờ thần linh hay ma quỷ gì đâu.
Vậy thì mình biết phải làm thế nào? Thì phải tính. Chứ tin gì mấy ông thầy Pháp. Nhưng em lại không thể để cho con phải chịu bệnh thế được. Cứ kệ em. Ôm ba la, ba la, ba la. Ôm ba la, ba la, ba la. May mà hôm nay không đông lắm. Chứ mọi khi người đứng ngoài sân đợi chật ních. Nghe nói trước kia nhà ông Phú Đại mất hộp trang sức, mà thầy chỉ nhìn qua gương là tìm lại được. Lại còn cứu được cả người tắc thở sống dậy cơ đấy. Giỏi lắm. Thế cơ à? Người tiếp theo. Dạ, chúng con chào thầy ạ. Người phụ nữ này đang cảm thấy rất phiền não phải không? Đấy, ông ấy nhìn qua đã biết ngay rồi. Khoan nhìn, ta đã thấy rồi. Người vốn thuộc dòng dõi con nhà đế vương, đại phúc đại lộc, nhưng chẳng may kiếp trước phạm sai lầm, nên kiếp này bị phạt phải chịu khổ. Dạ, thầy nói đúng quá ạ. Xin thầy hãy giúp cô ấy, cứu cháu nó đang bị bệnh nặng lắm mà. Biết rồi, không phải nói. Thầy cũng thấy cả, cơ mà đừng lo. Dù là khổ, nhưng nếu biết cách thì sẽ phục hồi lại được phúc lộc của nhà chị. Chỉ cần làm một cái lễ ta kêu cho, thì con chị sẽ khỏi bệnh ngay thôi. Vâng, xin thầy giúp con, thế nào con cũng xin theo ạ. Gặp được tôi thì nhà chị cứ yên tâm. Giờ tôi sẽ làm lễ luôn cho nhà chị. Tiền lễ là 2.000. 2.000 cơ ạ? Nhưng em lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Tôi sẽ cho cô vay. Bây giờ thằng bé là trên hết, phải chữa bệnh cho nó. Vâng ạ, đành phải thế vậy. Có cháy, bếp nhà thầy bị cháy rồi. Cái gì? Cháy ư? Ủa, có cháy ở đâu cơ chứ? Cháy ở đâu hả thầy? Có sao không ạ? May quá, không sao cả. Ai, kẻ nào bảo nhà ta bị cháy thế không biết. Thật là độc mồm độc miệng. Thầy bảo nhìn là biết hết cơ mà. Là tôi bảo đó. Sao anh ấy lại tới đây? Người thật to gan, dám đùa cợt với thần thánh hả? Tôi nào có ý đó. Chỉ là tôi có một thắc mắc. Ông tự nhận là thầy Pháp, nhà tiên tri đoán trước tương lai vận mệnh, nhìn rõ mọi việc. Vậy mà lại không biết nhà của mình có bị cháy hay không. Ngươi! Ừ nhỉ. Mà thầy bảo chuyện gì cũng biết cơ mà. Đúng là lão rồi. Bắt lấy lão ta. Tại sao lại bắt ta? Thả ta ra. Lần này thì khổ cho lão rồi. Dám giở trò lừa đảo, mê tín dị đoan. Bao nhiêu người đâm đơn kiện ngươi rồi. Sao mình lại làm thế? Sao mình lại ở đây? Tại tôi nói mà mình không nghe, nên tôi đành phải làm cách này. Ông ta bị bắt vì vừa bị nhiều người kiện vì tội lừa đảo đấy. Rõ ràng ông ta chẳng có tài cán gì, dùng thánh thần để lừa gạt mọi người thôi. Tí nữa thì mất tiền. Thật là may quá đi. Vậy con chúng ta thì sao? Anh vừa tìm được một thầy lang giỏi lắm. Ông ấy hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Nếu không sẽ không lấy tiền. Bệnh phải chữa bằng thuốc, chứ không thể chữa bằng mê tín dị đoan được mình à. Có lẽ chú ấy nói cũng phải đấy. Chỉ vì lo lắng mà suýt chút nữa thì tiền mất tật mang rồi. Chúng ta mau đưa thằng bé đến thầy lang đi. Vâng, mình về thôi. Công chúa tóc ngắn. Sao ở đây không có người dọn cỏ cho bọn trẻ nhỉ? Để thế này thì muỗi lắm. Ôi! Cô không sao đâu, không sao đâu. Xong rồi, lát nữa thể nào cũng nghe thấy tiếng hét cho coi. Cô giáo mới đấy. Cô ấy mà mách với cô quản lý thì chúng ta sẽ bị phạt nặng mà xem. Ôi giời, lo gì? Chuyện thường ngày mà. Chà, thằng nhóc nghịch ngợm. Nó cầm đầu bọn trẻ bày ra trò này để trêu mình mà. Thưa cô, em là giáo viên mới được phân công về đây. Tốt quá, hy vọng cô về mọi việc sẽ khá hơn. Nhưng có lẽ tôi phải nói ngay, để cô thấy được hết những khó khăn ở đây. Ngoài những điều kiện vật chất thiếu thốn, thì mỗi đứa trẻ của trường đều có hoàn cảnh đặc biệt rất đáng thương. Chúng là những đứa trẻ đặc biệt, vì thế mà có những hành xử bất chấp quy tắc.
Với chúng không những phải có kỹ năng sư phạm, mà cần có một sự thấu hiểu và thông cảm, cũng như lòng yêu trẻ mới có thể trụ được. Ngôi trường này giờ chỉ có mỗi mình cô thôi à? Cũng có hai cô nữa, nhưng vừa chuyển khỏi đây cả. Các cô ấy không gắn nổi với ngôi trường tình thương giá rẻ, thậm chí miễn phí. Hiện chỉ còn mình cô thôi. Em ngày trước cũng là một đứa trẻ lớn lên trong điều kiện đặc biệt cô ạ. Vì vậy em mới xin về đây. Em không hứa trước, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn em. Để cô đưa em đi xem nơi ở mới nhé. Vâng ạ. Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành bài sinh vật, quan sát xem sâu ăn lá thế nào nhé. Cô ơi, cô không sợ sao ạ? Eo ơi, trông chúng gớm quá, đi thôi. Không đâu, chỉ một thời gian nữa thôi. Những chú sâu này sẽ hóa thành những chú bướm rất đẹp, thú vị lắm đấy. Chả có gì thú vị cả. Phải đấy, cô dạy bài học nào khác vui hơn đi cô. Em cũng thấy mấy con sâu gớm ghiếc đó chẳng có gì vui cả. Vậy bình thường giờ học này các em thích học gì nhất nè? Nặng đất ở phía kia ạ. Được rồi, giờ chúng ta nặng đất xong sẽ quan sát sinh vật sau nhé. Thưa cô, là em làm ạ. Lại là năm du bài trò rồi. Đúng rồi, cậu ấy nghịch ngợm quá. Các em nghịch phá, hãy dọn sạch hết chỗ này cho cô. Sao tay của em lại đỏ hết lên thế kia? Cô ơi, cô làm gì thế ạ? Cô tranh thủ giờ nghỉ dọn quanh chỗ này. Nếu không các em sẽ bị nốt mũi cắn dài dài đấy. Các em đi ra chỗ khác nơi không mũi nhé. Có chuyện gì vậy Nam Du? Chắc thằng bé lại có trò chọc phá mới đây. Hơ nóng thiệt, dí vào nốt mũi đốt, cô sẽ dễ chịu ngay. Và dùng khăn sạch xoa đi, rồi bôi dầu vào vết cắn, sẽ làm sạch và hết ngứa. Thế sao con không làm, lại để tay đầy sẹo cả ra thế kia? May tay con trai còn đỡ. Con là con gái ạ, con tên là Nam Du. Con gái? Sao con không để tóc dài mà làm công chúa? Con dễ thương thế, chắc nhiều hoàng tử cứu lắm. Con không làm công chúa được đâu. Công chúa chỉ là người thừa. Tại sao lại là người thừa? Ba con bảo công chúa chẳng tích sự gì. Ba không thích công chúa. Ba bỏ mẹ với con ở lại đây, vì mẹ không biết sinh cho ba con trai. Mà cô biết không, cậu con bảo ba con làm sẵn giấy khai sinh trước khi con ra đời với tên họ là Nam Duy. Vì con là con gái nên ba giận bỏ mẹ con lại. Mẹ con không thay được nên xin bệnh viện sửa thành Nam Du. Con thích tên đó lắm. Vậy mẹ con đâu? Mẹ con bỏ đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm con. Ước gì con là con trai. Nếu con là con trai thì ba sẽ yêu con, không bỏ mẹ con của con. Mẹ con sẽ không phải đi làm xa đến vậy. Mọi người nói thích làm công chúa, nhưng con ghét làm con gái lắm. Thế nên con muốn mình giống con trai để mọi người chú ý tới con. Ngồi yên nhé. Chiếc vòng đẹp quá. Với nụ cười đẹp như thế này, ai cũng sẽ biết rằng con là công chúa đấy. Tóc dài hay ngắn, sinh ra là con trai hay con gái, những điều đó không quyết định con người chúng ta, không đánh giá được giá trị chúng ta. Con muốn lớn lên thành con người như thế nào, điều đó hoàn toàn là quyết định của con. Cô tin con là công chúa xinh đẹp và tuyệt vời nhất. Con xin lỗi vì đã bày trò quậy phá cô. Từ nay con sẽ không làm thế nữa đâu ạ. Đôi bạn. Các em xem này, đây là bộ sưu tập đầy đủ nhất của lớp mình. Kiểu này An và Hải được 10 điểm là cái chắc, còn phải nói. An và Hải tìm được rất nhiều loại lá lạ mà các em chưa biết đâu nhé. An nói cho các bạn biết đây là lá gì đi. Thưa cô, đó là lá bạc hà, em tìm thấy ở vườn nhà bà em ạ. Đúng rồi, đây là lá bạc hà, các em nhé. Mùi thơm rất dễ chịu.
Đẹp thật, hóa ra lá bạc hà trông thế này đây. Hải, em cho các bạn biết đây là lá gì nào. Dạ, dạ. Sao em, lá gì? Dạ, em không biết ạ. Sao em lại không biết? Em và An cùng làm bài tập sưu tầm này với nhau cơ mà. Dạ, em đi cùng An nhưng lại ngủ quên mất nên... Biết ngay mà, cậu Hải này có biệt danh là sâu ngủ, còn lá gì nữa? Thưa cô, đó là lá dương sĩ ạ. Em nói đúng rồi, nhưng nếu chỉ em biết mà Hải không biết thì bài tập này không có ý nghĩa gì cả. Hai em là một đội cơ mà. Bài tập này cô chỉ cho An và Hải 6 điểm thôi. Thế có bực không chứ? 6 điểm cũng là trên trung bình rồi nhỉ? May quá. Hôm nay mình sẽ xin cô đổi cho mình làm bài tập nhóm với bạn khác. Mình không chịu nổi cậu Hải rắc rối kia. Ê An, đi học sớm thế? Cậu cũng đi đường này hả? À, tớ đi giao bánh mì giúp mẹ cho mấy tiệm gần đây. Giao xong tớ mới đi học. Thôi đi nhé. Ra là thế, chắc cậu ta phải dậy sớm lắm. Các em à, đây là hạt cây đậu biếc. Cô phân công mỗi tổ gieo hạt trong những điều kiện đất đai và ánh sáng khác nhau. Sau đó các em quan sát và ghi lại sự phát triển của cây nhé. Tổ 1 gieo hạt vào chậu, tổ 2 gieo hạt trong nhà kính, tổ 3 gieo hạt dưới hàng hiên, còn tổ 4 thì gieo hạt ở vườn trường nhé. Dạ, vâng ạ. Các tổ khác may mắn thật. An ơi, lại đây. Trồng ở đây, đất tốt lắm. Cây của chúng mình chắc sẽ lớn nhanh nhất cho mà xem. Cậu xem, cây các tổ khác trồng trong chậu, trong nhà kính hay dưới mái hiên thì chẳng phải lo mưa nắng. Còn cây của bọn mình... Cây non mọc rồi kìa. Cả 4 tổ gieo hạt ở vườn trường mà chỉ có hạt của bọn mình nảy mầm thôi. Đó là nhờ tớ ngày nào cũng tưới nước đấy. Nhất cậu luôn. Trời vừa mưa rất to thì phải. Nhưng những cây đậu biếc của mình không biết có làm sao không. Ôi à, không sao rồi. Sáng hôm nay mưa to quá, may tớ đến vẫn kịp. Còn tớ thì ngủ chả biết gì. Giờ đấy ai mà chả ngủ. Chỉ là tớ dậy sớm đi giao bánh nên tiện đường ghé và che cho chúng thôi. Cậu nói thế, nhưng tớ biết cậu lo cho mấy cây đậu biếc lắm. Hoa đậu biếc đấy các em, người ta nói hoa đậu biếc tượng trưng cho sự chia sẻ chân thành. Đẹp quá. Đây là nụ hoa đầu tiên của lớp mình. Hai em giỏi lắm. Cô cho An và Hải 10 điểm. Thưa cô, em không xứng đáng đâu ạ. Mấy hôm trước mưa to, chỉ có một mình Hải đến che chắn cho cây, còn em thì ngủ ạ. An học nhóm với Hải nên cũng thành sâu ngủ rồi. An và Hải là một đội, tuy hai nhưng là một. Một đội có nghĩa là cùng nhau chia sẻ sai lầm và thành quả để cùng nhau tiến về phía trước. Thế nên điểm 10 này cô dành cho cả đội chứ không dành riêng cho ai hết. Các em à. Dạ, chúng em hiểu rồi thưa cô. Chú khỉ con. Thích quá, ngày mai được đi dã ngoại rồi. Đi dã ngoại chơi trò kéo co là vui nhất. Này, Thư sao? Cậu phải ở đội cùng mình đấy nhé. Đội của chúng mình sẽ phải chiến thắng. Chúng mình là một đội nhé. Chắc chắn sẽ thắng đội của khỉ và hươu. Đúng rồi, rủ cả gấu trúc vào đội của mình thì thắng chắc rồi. Nhưng gấu trúc sợ chắc gì đã đi dã ngoại. Cậu ấy có bao giờ chơi và nói chuyện với ai đâu. Đúng là cả trường lẫn ở nhà, lúc nào cậu ấy cũng thui thủi một mình, chả chơi với ai bao giờ cả. Chắc là đợi bọn mình phải nói trước thôi. Này gấu trúc, ngày mai đi dã ngoại, cậu vào đội với mình và hươu sao để thi kéo co với đội sóc và lợn rừng nhé. Sao cơ? Cậu lắc đầu là không đi hay không vào đội với mình. Này gấu trúc, bình thường chả ai thèm nói chuyện với cậu, mà giờ tớ đã rủ cậu rồi thì đừng có mà lắc đầu làm cao. Này, đứng lại, tớ đang nói mà cậu chạy đi đâu hả? Gấu trúc.
thấy chưa? Tớ đã bảo rồi, gấu trúc kỳ lạ lắm. Rõ bực mình. Khỉ con ơi. Khỉ con à, con mang ít mía này sang nhà bác gấu trúc cho mẹ. Nói là hôm nay mẹ gặp được ít mía ngon, nên gửi biếu gia đình bác một ít nhé. Nhà bác gấu trúc ư? Hả? Con không đi đâu ạ. À. Sao con lại không đi? Thì tại bạn gấu trúc con đấy ạ. À. Bạn ấy mà chưa xin lỗi con thì con chẳng thèm nhìn mặt bạn ấy nữa. Con cũng chẳng sang nhà bạn ấy đâu. Chuyện là thế nào mà bạn gấu trúc phải xin lỗi con? Con kể cho mẹ nghe xem. Ngày mai ở trường có buổi dã ngoại, con rủ bạn ấy đi cùng vào đội kéo co với con. Bạn ấy chẳng thèm nói gì, còn e dè thế nào ấy. Rồi bạn ấy còn bỏ chạy, khiến các bạn khác cười con. Mẹ biết gấu trúc con rất thích chơi với con, nhưng bạn ấy còn ngại thôi. Thì con đã phải rủ bạn ấy trước rồi. Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện này nhé. Con nhìn thấy cái rương cạnh nhà kho của mình nằm ở đằng kia không? Vâng. Tuần trước, ba muốn mở rương nhưng lại để quên chìa khóa ở đâu mà tìm mãi không ra. Vì đang vội, ba chẳng buồn đi tìm chìa khóa nữa mà lấy luôn cái cuốc để mở ổ khóa. Mình ơi, em lấy chìa khóa rương rồi đây nè. Con có biết vì sao mà ba dùng bao nhiêu sức, thử cả cuốc, cả xẻng và búa cũng không mở được ổ khóa, trong khi chỉ với chiếc chìa khóa nhỏ bé thì lại mở rất dễ dàng như vậy không? Tại sao thế hả mẹ? Vì chìa khóa rất hiểu và biết rõ bên trong ổ khóa như thế nào. Hiểu bên trong ổ khóa hả? Đúng thế. Mọi việc hay mọi người, ai cũng giống như chiếc chìa khóa kia. Nếu con không hiểu bên trong mà cứ cố gắng dùng mọi cách để mở thì sẽ đều vô ích và chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Do vậy, con cần phải hiểu họ, phải biết quan tâm, thấu hiểu lòng người khác. Thì giống như con có trong tay chiếc chìa khóa vậy, con sẽ mở được dù ổ khóa kia có chắc chắn như thế nào. Là hàng xóm, con cũng biết tính bạn gấu trúc có phần nhút nhát rồi phải không? Còn con của mẹ thì nhanh nhẹn đấy, nhưng đôi lúc có phần nóng nảy nữa. Con thử nghĩ xem, liệu cách con nói chuyện và rủ bạn gấu trúc đã đúng chưa? Đúng là con đã đường đột lại còn lớn tiếng với bạn ấy. Để con giúp mẹ mang mía sang cho bác gấu trúc, rồi rủ lại bạn ấy xem. Ừ, vậy con thử rủ lại bạn ấy xem nhé. Vâng ạ. Sự lựa chọn của Jerry. Cháu nghe nói mai sẽ là một bữa tiệc lớn bác Peter nhỉ? Ừ, nghe nói khách đặt hàng là một nhà buôn lớn. Hôm nay đã bận, mai còn luôn chân luôn tay. Cháu phải ghi nhớ thật cẩn thận những gì bác dạy về món thịt bò này nhé. Jerry, súp mang tây, chuẩn bị lên đĩa, kiểm tra lại thật kỹ mang tây trước khi đưa cho bác Peter nhé. Jerry, có rửa sạch sẽ chỗ bát đũa này, không được để bếp bị dơ. Đã xong bằng khách cuối cùng của ngày hôm nay, nghỉ tay thôi mọi người. Ừ. Để tôi chế biến sơ qua chỗ nguyên liệu này nốt đã. Hôm nay đông khách quá, chẳng nghỉ ngơi được chút nào. Vậy cháu về trước nhé, bác Peter. Chú về nhé, Jerry. Dạ vâng, chúc chú buổi tối tốt lành. Cũng đã muộn lắm rồi, bác cũng về nghỉ ngơi đi, không bác gái lại chờ. Bác Peter, đến giờ cháu đi học đóng giày rồi, cháu đi trước nhé. Còn việc gì cứ để cháu, lát về cháu làm nốt cho. Mỗi ngày ngoài việc phụ bếp ra, cháu còn phải làm rất nhiều việc. Cuối tháng, bác sẽ nói khéo với bà chủ để tăng lương cho cháu. Cháu cứ vừa theo phụ bác để học nghề đầu bếp, rồi còn học nghề đóng giày. Thời gian ngủ không có thì cháu lấy sức đâu ra hả Jerry? Cháu cảm ơn bác, cháu khỏe lắm, vẫn có thể theo được mà. Bác cứ để việc đó cho cháu rồi về sớm bác nhé. Cháu nhớ ôn lại những công thức món khai vị hôm nay bác dạy đấy nhé.
trời lạnh thế này, tội nghiệp thằng bé quá. Cherry, sao cháu không vào giường mà ngủ? Bác Peter, hôm qua cháu về hơi muộn. Trong lúc lau sàn nhà, chắc mệt quá cháu thiếp đi luôn ạ. Để cháu đi kiểm tra nguyên liệu của ngày hôm nay. Bác có uống cà phê không? Để cháu pha luôn ạ. Ôi, cháu xin lỗi. Để cháu dọn ngay đây ạ. Cháu dọn xong, lại kia bác cháu ta nói chuyện một lát trước khi bắt đầu công việc ngày hôm nay nhé. Vâng ạ. Tất cả những công thức và kỹ thuật bác dạy cho cháu, cháu đã ghi nhớ hết chưa để bác kiểm tra nhé? Cháu ngày nào cháu cũng ghi chép lại cẩn thận, nhưng hiện giờ cháu chưa có thời gian ôn lại kỹ càng, nên chắc cháu không nhớ được chi tiết cho lắm. Thế việc học đóng giày của cháu tiến độ đến đâu rồi? Sau này cháu sẽ theo nghề gì? Nấu ăn hay đóng giày? Sau này ư? Cháu sẽ theo cả hai nghề bác ạ. À. Cả nghề đầu bếp, khi nào rảnh, cháu có thể đóng thêm giày. Như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền, để cả gia đình của cháu sống sung sướng hơn ạ. À. Cháu muốn theo cả hai nghề kia à? Cháu hãy thử ngồi lên hai chiếc ghế kia đi. Ngồi như vậy khó chịu lắm bác ạ. Vậy mỗi bác cháu ta ngồi mỗi người một ghế nhé. Cháu cảm thấy thế nào Cherry? Như này sẽ thoải mái hơn rất nhiều bác ạ. Vậy cháu thay đi. Nếu cháu muốn ngồi cùng một lúc trên hai chiếc ghế thì cháu chỉ có thể rơi xuống vào khoảng rỗng giữa hai chiếc ghế. Thay vào đó, nếu cháu chọn lấy một chiếc ghế thì cháu sẽ ngồi chắc chắn hơn rất nhiều. Bất kể sau này cháu theo nghề gì, nhưng cũng đều phải có tinh thần quên mình vì nó, đặt trọn thời gian và tâm trí cho nó, kiên trì đến cùng. Nếu cháu cứ phân tán thời gian và sức lực thế này, rốt cuộc cháu chả làm được gì tốt cả, trong khi sự mệt mỏi thì lại tăng dần, có phải không nào? Bác nói phải, cháu không nên quá tham lam. Có lẽ cháu chỉ nên tập trung một chiếc ghế cho riêng mình trước đã. Từ mai cháu sẽ chuyên tâm vào công việc đầu bếp và việc học đóng giày. Cháu sẽ học lại ngay khi cháu có thể đạt được thành công từ công việc nấu ăn này đã. Tốt lắm. Giờ sẽ là một ngày bận rộn đấy, Cherry ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.